Thưa quý vị, trước tình hình các nhóm đoàn mô tô, xe máy tự phát ngày càng tăng, di chuyển từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh phía Bắc, để kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào thành phố, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Trong mấy ngày qua, Đà Nẵng đã lập tổ chuyên trách chuyên hướng dẫn và hỗ trợ người và phương tiện đi qua địa bàn thành phố đến bàn giao cho tỉnh giáp ranh Thừa Thiên Huế an toàn, thuận lợi. Mỗi ngày trên địa bàn Đà Nẵng có hàng ngàn phương tiện ra vào thành phố, trong đó có hàng trăm lượt ô tô, xe máy lưu thông qua địa phận để về các tỉnh phía Bắc. Gần đây các tỉnh phía Nam bùng phát dịch bệnh, tạm dừng các loại vận tải hành khách nên nhiều người chọn phương tiện xe máy để về quê tránh dịch. Để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đến từ các vùng có dịch, Đà Nẵng đã thành lập tổ hỗ trợ đặc biệt giúp họ đi qua địa bàn thành phố an toàn, thuận lợi. Tuần qua, mỗi đêm có chục đoàn mô tô, xe máy đi qua địa phận Đà Nẵng với hàng trăm người và phương tiện, chưa kể đến các nhóm người đi riêng lẻ. Cá biệt, tối qua có xe máy chở 5 người trong một gia đình trẻ trên hành trình về quê phía Bắc. Họ cho biết dịch bệnh, không có việc làm, tiền đã cạn nên họ chọn xe máy chạy về quê Lào Cai. Đến địa phận Đà Nẵng, tất cả mọi người được chính quyền và người dân thành phố nhiệt tình giúp đỡ nên họ thấy ấm lòng. Trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì khi di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác thì khi đến thành phố Đà Nẵng thì người dân và chính quyền Đà Nẵng giúp đỡ nhiệt tình, hỗ trợ một phần kinh tế cho người dân đang gặp khó khăn trong mùa dịch. Xin cảm ơn chính quyền địa phương Đà Nẵng và chúc các anh cán bộ cũng như là chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Dự báo trong những ngày tới, người và mô tô xe máy lưu thông qua đèo Hải Vân sẽ đông, không đảm bảo an toàn sau chặng đường dài vất vả. Đà Nẵng đã vận động ban quản lý hầm đường bộ Hải Vân trung chuyển người và xe mô tô miễn phí qua hầm để hạn chế tai nạn giao thông. Hiện nay tình trạng người dân là từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh khác đi qua địa bàn Liên Chiểu đi tiến đèo rất là nguy hiểm. Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, quận Liên Chiểu đã vận động ban quản lý hầm đèo tạo điều kiện cho người dân được qua hầm để và cung cấp nước uống, thức ăn và đảm bảo an toàn cho người dân. Với cách làm thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ người và phương tiện đi qua địa bàn thành phố, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn giao thông, Đà Nẵng đã chung tay cùng với cả nước chia sẻ những khó khăn, vất vả của nhiều người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.